Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta biết được rằng nói, cười, đi, đứng như vậy nè là hạnh phúc, là diễm phúc thần tiên, phải không? Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, không có những ngày dầm mình để ngồi nghe pháp thoại ngoài hiên với mưa rơi, thì làm sao ta biết được ngồi ở trong thiền đường này hay là hơ tay bên bếp lửa nhà, lòng sẽ ngập tràn ấm áp. Có phải khổ đau là cần thiết không? Khổ đau là một tiếng chuông để nhắc cho chúng ta nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc của mình. Và trong giây phút này, ngoài những gì đã tổn thất, thì bạn vẫn còn rất rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Đừng quên.